nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Từ miền Nam California, Đỗ Tông Khoa và Thanh Tâm xin trân trọng kính chào quý khán giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Little Sài Gòn TV băng tần 56.10. Hôm nay là ngày thứ sáu. Chào Thanh Tâm. Thanh Tâm xin gửi lời chào đến tất cả khán giả của Little Sài Gòn TV và em cũng xin chào anh Khoa. Dạ vâng, một cuối tuần chắc là nắng nóng, thành ra có dự định đi ra biển hay là như thế nào? Hay là thôi ở nhà đi shopping. Thanh Tâm thì một là đi làm, hai là đi lính, nhưng mà cuối tuần này thì sắp sửa là trường học là hầu như là khai giảng trở lại, thì trường của con của Thanh Tâm thì cũng vậy, thì có thể là cuối tuần này sẽ dành ra thời gian để mà đi shopping cho em bé, để mà chuẩn bị cho một năm học. Quay lại cuối cùng cũng là đi shopping. Nhưng mà khác cái chỗ là không phải là shopping cho mình thân. Thanh Tâm đi làm hoặc là đi lính, còn Đỗ Tấn Khoa thì đi lười vậy. Vâng, và như thường lệ thì Thanh Tâm và Đỗ Tấn Khoa sẽ mời quý vị cùng bước vào bản tin buổi chiều ngày hôm nay, mở đầu với phần tin Việt Nam. Hai ký giả bị phạt tiền vì tung tin giả về bác sĩ khoa cứu người. Sài Gòn yêu cầu y tế cho phép chích vaccine COVID-19 theo dạng dịch vụ. Người Việt Nam ăn mì gói nhiều thứ ba trên thế giới. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết, bắt đầu với Thanh Tâm. Cảm ơn Khoa. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin Việt Nam. Dư luận Việt Nam gần đây xôn xao bàn tán tin nói về một người thầy thuốc đã quên mình, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội trước khi giới chức thẩm quyền thú nhận là bịa đặt. Câu chuyện kể về lòng vị tha của bác sĩ khoa đã tháo máy thở của cha mẹ bị nhiễm COVID-19 để cứu sống cho sản phụ và hai đứa trẻ song sinh. Một ngày sau, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai là cán bộ Sở Y tế Sài Gòn đã xác nhận câu chuyện kể trên là bịa đặt, làm lãng phí thời giờ của xã hội trong mùa đại dịch. Câu chuyện xuất phát từ tài khoản Facebook tự xưng là bác sĩ khoa, được ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật ở Sài Gòn, và Hoàng Nguyên Vũ, cựu phóng viên, chia sẻ trên Facebook. Giới chức thẩm quyền đã phạt hai ông Hiền và Vũ mỗi người 5 triệu đồng. Giới ký giả Sài Gòn nói rằng câu chuyện bác sĩ khoa được dựng lên nhằm mục đích chính trị hoặc để che đậy sự sai lầm trong chính sách kiểm soát đại dịch COVID-19 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Các nhà báo tự do và blogger Phạm Minh Vũ, Nguyễn Ngọc Già thì cho rằng đó còn là kết quả của chiến dịch tẩy não đã kéo dài hơn 70 năm của chế độ Cộng sản lừa dối, độc tài, như những câu chuyện về Lê Văn Tám đã tẩm xăng vào người để làm nổ tung kho xăng thời Pháp thuộc. Và theo nhà nước Cộng sản Việt Nam hôm qua thú nhận, đất nước này đang rơi vào tình trạng căng thẳng vì số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng trong khi đang thiếu vaccine trầm trọng. Số ca nhiễm của ngày hôm qua xấp xỉ là 10.000 người và Sài Gòn tiếp tục là tâm điểm của ổ dịch, kế đến là các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người đứng đầu Ủy ban đặc nhiệm đối phó với đại dịch của Việt Nam cho biết các hợp đồng mua hàng trăm triệu liều vaccine đã được ký kết, nhưng mà việc giao hàng thì rất chậm. Vào hồi năm rồi, Việt Nam được ca ngợi là quốc gia kiểm soát đại dịch tốt nhất ở Á Châu, nhưng mà tình hình 3 tháng qua trở nên tồi tệ với số ca nhiễm và chết cao gấp 150 lần so với cuối tháng 4. Với dân số 98 triệu người, Việt Nam chỉ mới nhận được khoảng 18 triệu liều vaccine COVID-19. Sài Gòn hôm nay bắt đầu tiêm vaccine của hãng Sinopharm của Trung Quốc cho người dân với nỗ lực đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho 70% dân số tại thành phố lớn nhất và cũng là ổ dịch lớn nhất của Việt Nam. Và sáng nay xuất hiện trên mạng xã hội, các đoạn băng video cho thấy dân chúng bỏ về khi nghe tin được chích thuốc của Sinopharm. Tuy nhiên, báo chí ở Việt Nam đã bác bỏ nguồn tin trên và cho hay đã có 1 triệu liều vaccine COVID-19 Sinopharm được sử dụng để chích cho người dân Sài Gòn. Tiếp theo, cách đây 2 hôm,
lãnh đạo thành phố Sài Gòn đã đề nghị Bộ Y tế cho phép họ tiêm vaccine COVID-19 dịch vụ cho dân. Có nghĩa là sẽ thu tiền người dân muốn được tiêm vaccine Moderna trong số 5 triệu liều mà họ đã ủy nhiệm hai công ty Vina Capital và Safaco mua về. Một số viên chức y tế đã lập tức lên tiếng phản đối kế hoạch trên của các nhà lãnh đạo Sài Gòn, cho rằng đây là một điều bất hợp lý vì nhà nước Cộng sản Việt Nam đã thành lập quỹ vận động cách đây hơn 6 tháng và thu được hơn 100 tỷ Mỹ Kim của người dân cũng như là các tổ chức sản xuất và kinh doanh đóng góp, đủ để mua vaccine tiêm miễn phí cho 75 triệu dân mà vẫn còn dư ít nhất là 9.000 tỷ đồng. Các viên chức y tế trên còn cho rằng chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cần được thực hiện theo đúng mục tiêu ban đầu, tức là không thể bị biến thành một loại hình kinh doanh thu tiền của người dân đang đau khổ, nghèo túng và quẫn bách trong khi đại dịch thì đang hoành hành. Và theo Hiệp hội Mì Ăn Liền của Thế giới, viết tắt là WINA, thì Việt Nam đứng hàng thứ 3 trên thế giới về số lượng mì ăn liền được tiêu thụ sau Hồng Kông và Indonesia, với khoảng 7 tỷ gói mì ăn liền được sử dụng trong năm 2020. Kết quả cuộc khảo sát mới nhất của Nielsen Việt Nam thực hiện cho thấy tỷ lệ tiêu thụ mì gói ở Việt Nam đã tăng 67% và quốc gia này cũng là nơi hoạt động của khoảng 50 nhà sản xuất mì gói trong và ngoài nước. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập cảng mì gói cao nhất thế giới, nhưng tỷ lệ tiêu thụ lại thấp hơn Việt Nam vì dân số Trung Quốc đông hơn gấp 10 lần. Cũng theo số liệu của WINA, thì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã làm cho nhu cầu sử dụng mì ăn liền trên thế giới tăng 15% so với cùng giai đoạn của năm 2020. Á Châu chiếm 56% thị phần mì ăn liền của thế giới, đặc biệt là có các gia Đông Nam Á như Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản, trong khi khu vực Đông Nam Á gồm có 5 thị trường chính là Indo, Việt Nam, Philippines, Mã Lai và Thái Lan chiếm 25% tổng nhu cầu. Mình cứ tưởng là Hàn Quốc là nước ăn mì nhiều nhất chứ. Từ xem phim thấy người ta cứ ăn mì, mà thật ra Hàn Quốc thì nước chắc là sản xuất mì nhiều. Thanh Tâm thì cũng có khi là thèm cái vị mì gói, nhưng mà em có một cái cách mà mình nấu mì để giảm bớt cái sự độc hại của mì gói. Tức là trụng nó trước. Mình trụng nó trước và mình không có xài những cái gói gia vị, xong mình đổ hết cái nước trụng nó đi, xong rồi mình mới nấu theo cái kiểu cách của mình. Cách mà giảm độc hại tốt nhất là gì phải không? Không phải làm điều đó luôn, tức là mình trụng, mình nấu xong rồi mình đưa cho người khác ăn. Cái này rất là anh khoa luôn nè. Kính thưa quý vị, trở lại với những bản tin Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB và công ty bảo hiểm Prudential có trụ sở tại Anh dự tính sẽ công bố một kế hoạch đầy tham vọng để giảm khí thải carbon ở Á Châu tại hội nghị hạn chế tác động của sự biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc vào tháng 11 năm nay. Theo kế hoạch này, thì ADB và Prudential sẽ mua lại để đóng cửa các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đang hoạt động tại Việt Nam, Philippines và Indonesia. Ngân hàng HSBC dự định cùng tham gia kế hoạch trên nhằm cắt giảm thời gian hoạt động của các nhà máy nhiệt điện ở Á Châu, đáp ứng chỉ tiêu ngừng hoạt động tất cả các nhà máy điện chạy than trên thế giới vào năm 2040 để giảm lượng khí thải carbon. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc hy vọng sẽ nhận được khoảng 20% ngân quỹ của các chính phủ và các tổ chức trên thế giới để thi hành kế hoạch mua lại và buộc các nhà máy điện chạy than ngừng hoạt động vào năm 2022, tức là vòng đời khoảng 15 năm, thay vì là từ 30 cho đến 40 năm. Dự án thử nghiệm này là sáng kiến của ông Donald Canak, chủ tịch của Prudential Insurance. Ông ước tính sẽ mất xấp xỉ 50 tỷ Mỹ Kim để loại bỏ hoạt động của các nhà máy chạy than của ba quốc gia nói trên. Và Bộ Ngoại giao của Saudi Arabia hôm nay cho hay sẽ kéo dài lệnh cấm chấp chiếu kháng cập cảnh cho du khách đến từ 13 quốc gia đang nằm trong danh sách đỏ, tức là các vùng đang lan tràn đại dịch COVID-19, mà trong đó có Việt Nam, cho đến ngày 30 tháng 9. Trước đó thì Saudi Arabia đã cấm công dân của họ đến các quốc gia có tên trong danh sách đỏ và phạt hơn 130.000 Mỹ Kim cho những người vi phạm lệnh cấm này. Tính đến nay thì Saudi Arabia ghi nhận hơn nửa triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 8.000 người chết, trong khi Việt Nam đang vất vả nỗ lực dập tắt đại dịch đang lan tràn. Vào tuần qua, Saudi Arabia đã tặng số thiết bị y tế trị giá nửa triệu Mỹ Kim để giúp cho Việt Nam ngăn chặn đại dịch COVID-19 cùng với khoản tiền viện trợ là hơn 800.000 Mỹ Kim. Và thông tin cuối trong phần tin Việt Nam,
4 công nhân Đài Loan làm việc tại tỉnh Bình Dương của Việt Nam đã chết vì bị nhiễm COVID-19 trong khi đại dịch tiếp tục lan tràn khắp nước này. Cả 4 bệnh nhân COVID-19 người Đài Loan làm việc tại khu kỹ nghệ Bình Dương đã qua đời trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 cho đến nay. Bình Dương tọa lạc ở phía bắc Sài Gòn, thành phố đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát làn sóng đại dịch thứ tư vào cuối tháng 5 qua. Hiện có khoảng 80% của 70.000 người Đài Loan ở Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Bình Dương đã phải chịu đựng tình trạng phong tỏa kéo dài. Sài Gòn và các tỉnh miền Nam Việt Nam như là Bình Dương và Đồng Nai là trung tâm hoạt động truyền thống của ngành dệt may. Trong đó có rất nhiều công ty Đài Loan đã phải ngừng hoạt động hoặc giảm thời gian sản xuất vì số ca nhiễm COVID-19 đã tăng vọt 4 tháng qua. Vừa rồi là phần tin Việt Nam. Kính mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Đỗ Tân Khoa và Thanh Tâm sẽ trở lại với phần tin thế giới.